Cháy hết mình đi, bùng lửa mình lên. Bài này được tango rất sôi động, rất vui.
này được một chút xíu pro này có thể làm được tốt hơn nữa rồi. Và có thể là khi em hát những yếu tố mà làm cho em nó chưa được hết được 100% do là lời mình chưa được cho lắm, thế cho nên là nhạc nó lại hơi nhanh nữa, cho nên là mình hay bị lỡ và chăm làm sao nhìn chữ cho chuẩn, đúng không ạ? Học bài này rồi cố gắng rất là tuyệt vời. Em đã làm được những gì mà thầy thương biết về em rồi và đã mong muốn rất nhiều để mà em có thể làm được như ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mình. Mình có nghe thấy ở dưới các bạn nói gì mà lại ạ? Bạn có lại được không ạ? Nếu như sau cái lời nhận xét của thầy Thương ấy, thì bạn lại đi bạn sẽ có tốt hơn không? Chắc tốt hơn đúng không? Xin chúc mừng Minh thể hiện các khúc, nhưng mà như tôi cũng muốn góp ý cho thầy Thương ấy, bạn đầu tiên thì châm lửa đã nhen nhóm một chút, nhưng mà càng ngày càng phải dập cháy hơn một chút nữa, đừng có bị co sụp lại như thế, mạnh mẽ hơn. Và tôi nghĩ rằng là bài này bạn hát bao nhiêu lần rồi? Một số lần là tôi cần muốn bạn hát nhiều lần hơn nữa, kỹ hơn, bởi vì cái tiết tấu của bạn vẫn chưa theo kịp nó. Bài này chủ yếu là cái tiết tấu là chính, không biết cái cao độ rồi cái yêu cầu kỹ thuật nó không có nhiều, tiết tấu và cái sự thể hiện lửa của mình của tác phẩm này thôi. Thế thôi, còn tôi nghĩ rằng là bạn đã thành công trong cái khúc này, xin hết ạ. Có lẽ mình chỉ xin phép được đồng ý vào một chút là thoải mái hơn chút nữa, thoải mái hơn nữa, cứ cười như bây giờ này nhé, cười như bây giờ thì sẽ tốt hơn rất nhiều, giải phóng cơ thể lắm mà bạn bình thường không có gì mà lúc nào vừa rồi để ý bạn hát nó cũng là rất căng thẳng đúng không, rất căng thẳng, tập trung quá nhé. Vâng, xin mời số điểm của ban giám khảo dành cho bạn Hoàng Minh ạ. Thầy Cường 8 điểm, thầy Thương 9 điểm và thầy Hiếu 8 điểm ạ. Vâng, nếu các bạn yêu thích bạn Ngọc Minh, xin hãy bình chọn cho bạn Ngọc Minh với mã số 29.